Phí xin kính chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin cà phê Sài Gòn sáng ngày 7 tháng 2 năm 2017. Trong phần đầu của chương trình, Vinh xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đến năm 2025 ngành tôm phải đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ thay vì đến năm 2030. Bộ Công Thương chốt thời hạn yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty phải có phương án xử lý các dự án thua lỗ kém hiệu quả nhưng trước hết sẽ là thông tin ngân hàng HSBC nhận định hiệp định TPP khó hồi sinh trong tương lai gần. Thưa quý vị, Ngân hàng HSBC vừa đưa ra nhận định về Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo ngân hàng này, dù không loại trừ khả năng các thành viên còn lại của TPP có thể quyết định vực dậy hiệp định theo một dạng thức thay thế khác, song điều này khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Các chuyên gia HSBC cho rằng, sau khi Mỹ rút khỏi TPP, trên lý thuyết, 11 quốc gia thành viên còn lại vẫn có thể tiếp tục tham gia một khi họ hoàn tất việc sửa đổi hợp lệ các điều khoản phê chuẩn của hiệp định. Tuy nhiên, không ít các nước thành viên không đồng tình với phương án này. Cụ thể, Nhật Bản mới đây đã phản đối đề nghị các quốc gia còn lại tiếp tục hiệp định của Úc vì cho rằng đề nghị này biến hiệp định TPP vốn đã hạn chế trở nên vô nghĩa. Một lý do khác khiến HNBC cho rằng TPP khó hồi sinh là do thị trường rộng lớn của TPP sẽ giảm 60% khi Mỹ không tham gia và với sự thay đổi đáng kể như thế, những quốc gia còn lại trong khối khó có thể chấp nhận những nhượng bộ đã thương thuyết trước đó trong hiệp định. HSBC cũng cho rằng thiệt hại kinh tế từ việc hủy bỏ hiệp định TPP khó có thể thấy được tức thì, nhưng sẽ xuất hiện trong tương lai. Hơn nữa, việc đàm phán các hiệp định thương mại là một quá trình tiêu tốn nguồn lực đáng kể, và thất bại này không chỉ gây tốn kém về lợi ích đã mất đi, mà còn về chi phí cơ hội. Vừa qua, tham dự vào Hội nghị Phát triển ngành tôm Việt Nam tại Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu ngành tôm đến năm 2025 phải đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la, thay vì phải đợi đến năm 2030. Thủ tướng cho rằng mục tiêu mà Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đưa ra cho ngành tôm là xuất khẩu đạt giá trị 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 là quá thấp. Theo Thủ tướng, chỉ riêng tập đoàn Minh Phú đã quyết tâm đến năm 2021 xuất khẩu 2 tỷ đô la Mỹ, còn 8 tỷ đô la Mỹ còn lại, 28 tỉnh có biển và nhiều doanh nghiệp lớn phải phấn đấu đạt sớm hơn. Chậm nhất là đến năm 2020, ngành tôm phải đạt kim ngạch xuất khẩu là 10 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, tiềm năng phát triển ngành tôm còn rất lớn, chứ không phải dừng lại ở kim ngạch 3 tỷ đô la Mỹ như hiện nay. Trên thế giới, sản phẩm tôm và thủy sản nói chung vẫn đang là mặt hàng thực phẩm được ưa chuộng. Hiện chưa có ngưỡng giới hạn đối với sản phẩm tôm, giá tôm hầu như chưa bị mất giá hoặc bị khủng hoảng về giá. Tuy nhiên, ngành tôm Việt Nam đang đối diện với các thách thức như giá thành sản xuất cao, dịch bệnh, nặng bơm hóa chất, tạp chất và tôm. Thêm một thông tin liên quan đến ngành tôm, thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP vừa cho biết, trong đợt xem xét hoàng hôn 5 năm lần thứ hai về thuế chống bán phá giá với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ DOC đã quyết định tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này. Theo Vašek, sở dĩ DOC tiếp tục áp thuế chống bán phá giá vì cho rằng nếu xóa bỏ thuế này, tình trạng phá giá ở tôn đông lạnh nhập khẩu lại tiếp tục tái diễn. Vào tháng 11 năm ngoái, DOC đã công bố thuế sơ bộ trong đợt xem xét hành chính lần thứ 11 (BiW 11) thuế chống bán phá giá với tôn đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam cho các lô hàng từ ngày 1 tháng 2 năm 2015 đến ngày 31 tháng 1 năm 2016. Theo đó, mức thuế cho các bị đơn vẫn được duy trì ở mức tương đương như trong BOA 10, tức là khoảng 4,78%. Mức thuế toàn quốc áp dụng cho các nhà xuất khẩu không tham gia và được xem xét là 25,75%. Dự kiến mức thuế cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 11 sẽ sớm được công bố. Bộ Công Thương cũng vừa yêu cầu chậm nhất đến ngày 10 tháng 2 năm 2017 các tập đoàn tổng công ty trực thuộc Bộ đang có những dự án kém hiệu quả phải báo cáo khó khăn, tồn động cũng như phương án giải quyết khả thi nhất với các dự án này. Bộ cũng yêu cầu trong phương án đề xuất phải đưa ra các kiến nghị tập trung vào cơ chế tài chính, tiền tệ, cơ chế giải pháp về thị trường, cơ chế giải pháp về quản trị doanh nghiệp. Tổng cộng sẽ có báo cáo của 12 dự án được trình lên lãnh đạo Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng 2 năm 2017. Ngoài ra, Ban chỉ đạo Bộ Công Thương về xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức đối với các dự án. Kết quả phải được báo cáo Bộ Công Thương ngay trong tháng 2 năm 2017. Các dự án thua lỗ kém hiệu quả thuộc quản lý của Bộ Công Thương gồm nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ, nhà máy bột giấy Phương Nam, nhà máy ghen thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhà máy nhiên liệu sinh học Bioethanol Dung Quốc và nhà máy đạm Ninh Bình, đạm Hà Bắc đạm dap lào cai dap hải phòng ethanol bình phước ethanol phú thọ nhà máy đóng tàu dung quốc dự án liên danh giữa đối tác mỏ quý sa và nhà máy gang thép lào cai Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, kỳ này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 100%. Theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, trong năm nay 100% lãnh đạo các đơn vị của Hà Nội sẽ sử dụng ứng dụng dùng chung của thành phố trên thiết bị máy tính để điều hành công việc giảm tối đa sổ sách giấy tờ. Cũng theo kế hoạch trên, 100% cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước cũng khai thác sử dụng hợp thư điện tử, trao đổi thông tin trong công việc để phục vụ việc lãnh đạo các đơn vị thuộc Hà Nội có thể xử lý điều hành công việc. Thành phố sẽ đầu tư các thiết bị di động như máy tính bản, trước mắt thí điểm cài đặt ứng dụng dùng chung của thành phố phục vụ công tác quản lý điều hành, giảm sổ sách giấy tờ. Trong năm nay, Hà Nội dự kiến sẽ cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 tối thiểu 40% thủ tục hành chính của các sở ban ngành, quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn. 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối dịch vụ công thống nhất toàn thành phố và kết nối với hệ thống dịch vụ công ở mức 3, 4. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin nổi bật trong nước. Ở phần tiếp theo thì Minh Vi xin mời quý vị cùng cập nhật một số diễn biến đáng chú ý tại thị trường châu Á. Úc thu giữ lượng cocaine lớn nhất từ trước đến nay trên du thuyền. Hai tập đoàn sản xuất ô tô khổng lồ của Nhật là Toyota và Suzuki ước mở việc bắt tay hợp tác trên diện rộng.